Huấn Hoa Hồng bị bắt, sự thật về Huấn Hoa Hồng. Vào ngày 20 tháng 8, ông Bùi Xuân Huấn, hay còn gọi là Huấn Hoa Hồng, sinh năm 1984, quê quán Yên Bái, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an triệu tập dựa vào đơn tố cáo của công dân. Đây không phải là lần duy nhất Huấn Hoa Hồng bị giấy gọi mà hồi đầu năm ngày 21 tháng 4, ông Bùi Xuân Huấn đã sử dụng Facebook cá nhân của mình để quay video trực tiếp bán hàng, nhưng trong quá trình bán, ông Huấn đã sử dụng các phát ngôn vô căn cứ để bôi nhọ, vu khống rằng đến 80% cán bộ công chức thanh niên thành phố Hồ Chí Minh từng sử dụng ma túy. Trong khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Bùi Xuân Huấn không cung cấp được bằng chứng số liệu trên việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook của ông Huấn được cơ quan chức năng nhận định rằng đã xúc phạm uy tín danh dự của thanh niên công chức thành phố Hồ Chí Minh và vi phạm nghị định số 72 của Chính phủ về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Không những thế, ông Huấn Hoa Hồng còn bị tố cáo cung cấp thông tin dịch vụ có nội dung đánh bạc trong MV ca nhạc do Huấn tự sản xuất. Sau khi xác minh, cục an ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt huấn Hoa Hồng 7,5 triệu và hành vi phát ngôn sai sự thật trên. Ngoài ra, huấn cũng bị yêu cầu gỡ thông tin sai sự thật khỏi trang Facebook cá nhân của mình. Trước đó, đầu tháng 7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn 15 triệu đồng đối với hành vi đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn đệ nhất kiếm tiền và bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản. Huấn Hoa Hồng nhờ liên tục phát sóng khuyên thế hệ trẻ có làm thì mới có ăn. Huấn Hoa Hồng luôn lấy bản thân ra để làm mẫu minh họa. Huấn nói, bản thân mình kém may mắn khi gia đình khó khăn. Chỉ được cho học đến lớp 7, từng sử dụng ma túy, đập đá, đến ảnh hưởng sức khỏe, nhưng bây giờ đã từ bỏ. Huấn Hoa Hồng đã gây chú ý khi liên tục livestream trên mạng xã hội để khuyên răng giới trẻ các đạo lý về cuộc sống và tình yêu. Huấn nói rằng, các bạn trẻ phải chịu khó học tập, tôn trọng tình anh em, triết lý trong kinh doanh và đặc biệt là phải tránh xa cờ bạc ma túy. Một trong những phát ngôn được chia sẻ nhiều nhất của Huấn Hoa Hồng đó chính là câu Cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn. Với những phát ngôn này, Huấn được một bộ phận người dùng mạng gọi là idol hay là thầy. Ra sách làm giàu chui, sau đó thừa nhận lỗi lầm do thiếu hiểu biết. Nhờ ngoại hình, huấn hoa hồng thường xuất hiện trên mạng với hình ảnh vàng trang sức to đeo đầy người, đi xe sang ở nhà cao cửa rộng, ăn mặc bóng bẫy, luôn miệng khoe kiếm tiền hàng chục triệu mỗi ngày, được đông đảo giới trẻ tin và công nhận. Huấn nhận thấy đã khoe khoang thành công, do vậy quyết định viết sách về kinh doanh và in ấn bán ra thị trường. Cụ thể, tối ngày 20 tháng 4 năm 2020, Huấn Hoa Hồng livestream giới thiệu về hai cuốn sách do chính mình viết mang tên Bí kíp kinh doanh online và đệ nhất kiếm tiền. Bị cuốn sách có in hình của Huấn trong bộ đồ bảnh bao và đề bên dưới tên nhà xuất bản Sài Gòn. Theo giới thiệu của Huấn, bộ sách có giá 799.000 đồng. Nội dung viết về dạy làm giàu bằng cách kinh doanh bán hàng qua mạng trong khi huấn hoa hồng đang quảng cáo nhiệt tình về hai cuốn sách của mình thì cục xuất bản in và phát hành bộ thông tin và truyền thông đã ra soát và nhận thấy không có sách nào mang tên bí kíp kinh doanh online và đệ nhất kiếm tiền trong danh mục đăng ký xuất bản cũng không có hai cuốn nào tên như vậy trong danh mục sách lưu chiểu bên cạnh đó trong hệ thống các nhà xuất bản được cấp phép không có nhà xuất bản nào mang tên sg như in trên bìa sách của huấn Cục xuất bản in và phát hành cho biết cũng đã gửi văn bản tới các sở thông tin và truyền thông đề nghị kiểm tra xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Vì tài liệu được phát tán qua mạng nên Cục cũng có văn bản gửi Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định. Sau sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, Huấn Hoa Hồng đã thừa nhận sách của mình là ấn phẩm chui vì học hành hạn chế, thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm sản xuất MV ca nhạc trá hình cờ bạc game. Không lâu sau ồn ào bán sách chui, Huấn Hoa Hồng lại gây chú ý khi ra MV ca nhạc xuất hiện hình ảnh game cờ bạc trá hình. MV của Huấn Hoa Hồng có tên Muôn kiếp là anh em, độ dài hơn 6 phút, được phát hành trên YouTube, có nội dung thể hiện triết lý nghĩ khí giang hồ của Huấn khi giúp đỡ bạn bè, cũng giống như nhiều MV của một số giang hồ mạng khác. Nội dung cũng thể hiện những màn đánh đấm bạo lực. Trong MV, mặc dù huấn hoa hồng hát đi hát lại, khuyên người ta bỏ cờ bạc, nhưng cũng lại liên tục lồng ghép các hình ảnh quảng cáo cho game đánh bạc online như Go88, 789 Club. Đặc biệt, đoạn cuối của MV còn xuất hiện hình ảnh một chiếc điện thoại màn hình lớn xuất hiện, đang chạy ứng dụng 789 Club, kèm cả hướng dẫn nạp tiền vào game. Tìm hiểu được biết, cả Go88 và 789 Club đều là những game cờ bạc có trụ sở đặt ở nước ngoài, hoạt động dưới hình thức đánh bạc thông qua game bài đổi thưởng. Ngoài ra, còn có cả độ bóng đá, chuyên mục thể thao đặt cược chuyên nghiệp, có lịch thi đấu và tỷ lệ ăn thu của từng trò chơi. Tại Việt Nam, loại hình đánh bạc online bị các cơ quan chức năng nghiêm cấm. Thời gian qua, công an đã xử lý rất nhiều vụ việc, nhiều đối tượng đánh bạc thông qua hình thức game online. Do đó, việc MV của Huấn Hoa Hồng xuất hiện quảng cáo cho các game bài này ngay lập tức nhận được sự phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng MV của Huấn Hoa Hồng không những thể hiện bạo lực, cổ vũ lối sống giang hồ mà còn gián tiếp quảng cáo cờ bạc làm ảnh hưởng đến lớp trẻ. Hai lần đi cai nghiện bắt buộc Huấn Hoa Hồng livestream khuyên rằng không nên sử dụng ma túy, chất kích thích, đồng thời cũng thản nhiên thừa nhận rằng bản thân mình trước đây từng sử dụng ma túy. Theo thông tin được cung cấp từ các cơ quan công an, Huấn Hoa Hồng đã có hai lần phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc, một lần ở thành phố Hồ Chí Minh và một lần ở Lào Cai. Bị tố đánh vợ bất hiếu với mẹ. Khoảng tháng 5 năm 2020, mạng xã hội xuất hiện thông tin Huấn Hoa Hồng đánh vợ giả mang đến nhập viện. Nhiều hình ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, nhắn tin với bạn kể chuyện bị huấn bạo hành nhiều lần nhưng do sợ hãi nên phải nhịn. Đồng thời, Huấn Hoa Hồng còn có hành động bất hiếu với mẹ ruột khi trước mặt bạn bè, huấn hất bát nước mắm vào người mẹ vì không hài lòng khi mẹ dọn cơm thiếu đồ ăn. Trước những thông tin trên, Huấn Hoa Hồng đã cùng vợ livestream trên Facebook để làm rõ. Trên livestream, Huấn Hoa Hồng khẳng định mình không hề đánh vợ gãy răng và nhập viện cấp cứu. Huấn chỉ thừa nhận lúc cãi nhau có tác vợ, nhưng xem đó là chuyện bình thường. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cho biết không để ý đến người đã bóc phốt mình. Về phía vợ Huấn, sau đó cô đã chia sẻ lại livestream của chồng lên Facebook kèm nội dung cả hai đã hết tình cảm, nhưng đến chính lại là không đánh đến nỗi gãy răng sưng mặt, đã đủ mệt rồi, đừng thêm, đừng bớt. Huấn Hoa Hồng là ai khi mọi người dạo gần đây chú ý? Bùi Xuân Huấn được cộng đồng mạng lan truyền biết đến với biệt danh Huấn Hoa Hồng vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhờ những hình ảnh video ăn chơi, khoe của trên Internet. Huấn Hoa Hồng còn là nam thanh niên vừa bị đưa đi cai sử dụng chất cấm bắt buộc vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, sau khi anh này bị công an phường 22, quận Bình Thạnh bắt giữ tại một tụ điểm ăn chơi gần đây và phát hiện dương tính với chất cấm. Dù sinh ra ở Yên Bái, nhưng anh đã sớm vào Sài Gòn để lập nghiệp. Tên này nổi như một hiện tượng mạng xã hội vào năm 2015 bởi thói quen ăn chơi trác tán và hay livestream khoe mẻ vàng bạc và tài sản. Huấn thường xuyên xuất hiện chung trên các livestream của hàng loạt giang hồ mạng đình đám như Phúc XO, Khá Bảnh. Sau đó, anh biết tự tạo độ hot trên mạng bằng những phát ngôn gây sốc. Các video livestream của Huấn thường có nội dung thách thức nghênh ngang, không xem ai ra gì. Không những thế, tên này còn thường phóng xe với tốc độ cao, xem thường pháp luật, không đội nón bảo hiểm và nhiều lần thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra. Những clip này đã bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ bỏ. Thực hư Bùi Xuân Huấn là đối tác mở công ty dịch vụ đại diện cho Facebook tại Việt Nam. Trong tay Huấn không chỉ có trang cá nhân nổi tiếng mà fanpage của hắn đã đạt mức 300.000 người theo dõi. Tuy nhiên, fanpage này đã bị khóa khi Huấn bị bắt. Trên trang cá nhân, Huấn Hoa Hồng ghi chức danh là nguyên giám đốc công ty cổ phần dịch vụ 168. Thực chất, đây là một công ty chuyên cầm đồ cho vay nặng lãi. Vào hồi tháng 8 năm 2018, cộng đồng mạng bất ngờ khi xuất hiện hình ảnh huấn giới thiệu về công ty là đại diện của facebook tại việt nam không những thế trên biển hiệu huấn còn cho in hẳn tên của ceo facebook với tên là công ty cổ phần dịch vụ facebook châu á thế nhưng công ty này mà thực chất chỉ là nơi nhận bẻ khóa mật khẩu các tài khoản tăng tương tác bán hàng online tăng lượt theo dõi mở tài khoản Facebook bị khóa, mua bán trao đổi tài khoản, những dịch vụ bị chính sách Facebook nghiêm cấm, người dùng thậm chí khóa tài khoản nếu người dùng vi phạm. Trên Facebook, Huấn còn lập riêng Fanpage của công ty mình với tên Công ty cổ phần dịch vụ Facebook châu Á. Mục đích của Fanpage này là để Huấn tiện bề livestream tư vấn, bán thuốc trị yếu sinh lý, tặng thẻ cào, mạo danh nhiều người trên Facebook. Qua bài viết, các bạn đã biết Huấn Hoa Hồng là ai? Tiểu sử kinh hoàng cùng đời tư của giang hồ mạng khác tiếng gần đây rồi đúng không? Khi anh nổi thì sẽ có thời điểm anh bị chìm khuất sau cánh cửa nhà giam. Các lại mọi việc đã qua, hy vọng anh sẽ sống tốt hơn sau vụ việc lần này.